Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, cuộc đua Heric không biết mọi người đã quậy được đến đâu rồi. Ở đây thì Hentai đang nằm ở gọi là cái vị trí đầu tiên luôn nha các bạn. Quá là ghê gớm luôn hen. Rồi, anh em nào mà muốn leo lắp nhanh thì các bạn có việc theo mình ha. Anh em mình, các bạn có việc làm theo cái hướng dẫn nè. Anh em mà xem mình thì chắc cũng biết cách làm rồi nha. Đầu tiên thì anh em mình sẽ nghe nhạc vị trí top 1 nha. Không có đùa với Hentai được đâu. Quá là ghê gớm luôn đúng không nào? Và anh em ơi, Hentai thì có nhận mở các gói VIP trong game nha. Anh em nào đang cần mở mấy cái gói VIP á, thì các bạn có việc liên hệ với mình nha. Mình nhận mở thì cái giá trong game nha, kèm theo một ít phí nữa nha. Wow, hôm nay anh em mình mở ra được cái con khủng long cá mập các bạn ơi. Quá là ghê gớm luôn nha. Thành viên này mình cũng khá là kết nó đấy. Rồi, và Hentai cũng có bán những cái nick Dragon City cho mọi người luôn nha. Anh em nào đang cần những cái nick để chơi game thì các bạn có thể liên hệ với Hentai luôn. Mình để khá là nhiều nick trên cái trang web của mình là trang hentaichannel.com nha. Đó, anh em có việc ghé vào website của mình và xem thích cái nick nào thì các bạn có việc liên hệ với mình qua Facebook nha. Và check link bên dưới phần mô tả của video cho an toàn nha mọi người. Chứ cái tựa game này mình thấy chỉ nhiều nhóm á, gọi là nhiều bạn scam với lại là không có uy tín á. Anh em mua nhiều khi gặp những cái thành phần không ổn á thì nói chung là sẽ vừa mất tiền mà vừa không có được không được nick chơi nữa nè. Đó, và Hentai cũng có bán những cái mảnh rồng mà cho mọi người nâng sao hoặc là summon cho rồng luôn nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình xem thử coi, thu vàng. Thu vàng thì cái này nó khá là đơn giản nha mọi người. Click nhẹ vô thoải mái luôn nè, những cái nút đỏ đỏ hiện lên là coi như ok nha. Tiếp theo là thức ăn thì 1, 2, 3, 4, tập hợp 4 cái được rồi. Này thì dùng một viên game đi nha, để đẩy nhanh cái quá trình. Ôi, khu vực list các bạn ơi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cái khu vực list và chúng ta cần win. Wow, hôm nay anh em mình sẽ đến với cái bé rồng nào đó đi. Ở đây thì mình có khá là nhiều con nha. Đó, lựa một cái em, ôi trời, em này 4 sao nha mọi người, nhìn cũng khá là cù tè luôn. Tới công chuyện liền. Và anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho ta một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ cho Hentai Channel nha. Wow, hiện tại anh em mình đã được 252.000 thành viên rồi. Bây giờ đang cố gắng lên gọi là 300.000 nha mọi người. Ôi chà, cái bé này thấy có cái vòng bay xung quanh khá là dễ thương nhưng mà tên bạn nó tới 4 sao. Và con này nó khá là ghê gớm nha mọi người. Nó có cái tuyệt chiêu đặc biệt, đó chính là hên nó sẽ thêm một lượt đánh nữa. Mà các bạn biết rồi đó, thêm một lượt đánh thì nó khá là khoai nha. Rồi, bây giờ thì hồi sinh trở lại đúng không? Tầm này thì anh em mình sẽ đến với Heroic Kamat. Tuyệt chiêu gọi là bơm máu đại pháp nha mọi người. Nó sẽ giúp cho anh em mình kéo một cái lượng máu khá lớn đem về. Wow, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với là tuyệt chiêu Pu đi hen. Mình hay kêu cái chiêu này là chiêu thuần chủng nè. Vô kèo liền. Victory ha, hạ gục thành công được chiến binh Kisson. Và bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là ở đây thì nó kêu mình quấn mấy hiệp ta. Để ra nghe nhẹ lại cái đã. Ôi, xong rồi nè. Chỗ này anh em mình cần thả cành cây thả cái bé rồng ra cái chỗ ấp trứng nha mọi người. Một cành cây. Rồi, tiếp theo thì sẽ chiến đấu ca này. Rồi, chúng ta sẽ mang cái Heroic Arcana đi. Đây, Heroic VIP của anh em mình. Đây rồi, vô kèo luôn. Tuyệt chiêu dấu ấn rồng xanh. Wow, ổn áp nha. Ở đây thì anh em mình sẽ đến với là chơi cái đặc biệt luôn đi ha. Free pin. Wow. Ôi, lên được 2 điểm. Rồi, cũng ngon đi ha. Tiếp theo thì anh em mình sẽ một là chờ tầm khoảng 14 phút. 14 phút sau thì anh em mình sẽ vào lụm được tiếp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với là đi thu hoạch thì cũng không xong. Thôi, chúng ta sẽ đến với cái khu vực West đi nha mọi người. Ở đây thì anh em mình đây, cho Heroic VIP vào chiến đấu nha. Let's go. Một mình cần 3 nha mọi người. Và đây là cái tuyệt chiêu mình cũng khá là mê luôn. Đó, ngon lành cành đào liền. Rồi, để xem cái khu này anh em mình còn gõ được ôi, ổn áp nha. Tới công chuyện liền. Và đây là chiến binh.
sử dụng kỹ năng đặc biệt luôn các bạn à. Tuyệt chiêu quánh không trượt phát nào đến từ chiến binh Watum. Rồi rồi, ngon lành nha. Victory. Đây, anh em mình sẽ đến với để mình coi coi. Ui, cái con này rồng mới à. Wow, rồng mới luôn. Wow. Ý, ở đây mình nhớ không lầm là mình có cái thành viên này mà ta. Ơ, anh em mình chưa có con này à. Cái nhờ. Rồi rồi, không có thì thôi. Chứ mình nhớ là mình có con đó mà ta. Ở đây cần phải có mấy bé rồng thì anh em mình mới có thể chiến đấu được nha. Ôi, phần thưởng đây là cái gì đây? Ôi, phần thưởng cũng khá là ngon nha mọi người. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ đến với là cái khu vực arena đi. Anh em mình đã bò lên được cái mức gọi là 5.000, 5.800 nè. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ mang mấy cái bé có sức mạnh kinh khủng đi quậy đi hen. À, khoan khoan, nhìn đội hình của tên bạn, đội hình cụ bắp các bạn à. Đây, anh em mình đưa nhẹ cái em Arcana của chúng ta ra để chiến đấu nha. Mình thì đang khá là yêu thương cái thành viên này luôn các bạn ơi. Hiện tại đã được 2 sao rồi, đang cố gắng cho nó bò lên rồi là 3 sao nha. Wow, sức sát thương khá là căng luôn. Kheo nhẹ với tên bạn ha. Rồi, ở đây thì anh em mình đến với Heroic. Em này thì level là 40. Wow. Rồi, tới công chuyện luôn. Victory. Vậy là chúng ta có thêm một chiến thắng nữa rồi. Vị trí này thì anh em mình sẽ đến với cái đội hình như thế nào đây? Wow luôn. Ôi. Thôi, team này coi như cũng tạm ổn đi ha. Chúng ta sẽ xài tuyệt chiêu đặc biệt của thành viên Heroic Arcana để chiến đấu với tên bạn nha. Wow. Phá giáp và quánh xuyên giáp luôn các bạn ơi. Thành viên Heroic Arcana này khá là lợi hại nha. Wow, và đây là bé điện. Victory. Qua được cửa nè. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với... Ôi, mở nhẹ cái rương. Anh em mình chắc lên để mình coi coi chúng ta lên nổi 6.000. Ôi cha. Đầu tiên thì sẽ lên cái mốc 5.900 trước nha mọi người. Sau đó thì bắt đầu me lên cái mốc 6.000. Ui, rồng xịn nha. Thấy cái vàng rồng này là mình thấy chất lượng rồi đó. Rồi, với cái khả năng ao nhay cực kỳ kinh khủng của mình thì anh em mình sẽ đến với là... Đây. Kỹ năng hút máu đại pháp được thi triển luôn. Rồi, tầm này thì cho Mexicas tuyệt chiêu gọi là đam to nhất của chúng ta. Đó, thành viên tiếp theo thì sẽ là dòng... Ui, oh no. Ôi, nó gõ thành viên Arcana của mình một cách nhẹ nhàng luôn các bạn ơi. Cây nhỏ. Rồi, xử nhẹ một em thành viên. Ôi, cho nó hồi sinh lại cái bé 70 luôn các bạn à. Khá là căng với anh em mình đây. Wow, bây giờ tên bạn còn 2 con và 2 thành viên này cũng rất là mạnh luôn, không phải dạng vừa ha. Chơi trò hút máu đại pháp một cái. Ây cha cha. Kỹ năng đặc biệt luôn. Rồi. Sát thương thêm một lượt đánh nè. Đó. Kèo này là thấy cũng hơi căng. Wow, ổn áp các bạn ơi. Victory. Ui chà. Quá là may mắn cho anh em mình luôn. Trận này chỉ hy sinh một thành viên Heroic VIP thôi. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là đổi rồng 5.900 nha mọi người. Anh em mình sắp lên cái mốc gọi là 6.000. Rồi rồi, Phượng Hoàng Lửa. Nhìn con này là thấy khá là chất lượng rồi nha. Sát thương đặc biệt đến từ Mắt Cà Rồng Băng, một trong những thành viên... Ui chà, khoan. Cái gì ghê vậy man. Thành viên này mình thấy nó khá là lợi hại nha mọi người.
Treo gẹo nhẹ thì anh em mình sẽ đến với tuyệt chiêu thêm một lượt đánh. Tay bạn thì có cái gỡ bét nhưng mà không có, mình không có cái bét đâu hết thì gỡ cái gì? Gỡ cái gì hả men? Rồi vị trí này thì anh em mình, ôi chà căng nhờ. Trở lại thêm một lần nữa đúng không? Anh em mình, ấy xài lộn chiêu rồi. Rồi lần này thì anh em mình sẽ đến với thành viên đó chính là Titan Mắt Rồng Mythicast. Với nhân vật cuối cùng của team bạn, em này thuộc dòng là Mythicast Long Legend. Wow, không áp nha. Rồi, sương sương thì bây giờ anh em mình đến với cái team nào đây? Kiếm cái team xịn xịn tí anh em mình, dù sao cũng vàng level 70 mà nó cho quýnh với mấy con cùi bắp không? Đây, anh em nào mà theo dõi mình lâu thì chắc cũng biết rồi, hai cái nick này mình mua cũng khá là lâu các bạn ơi. Và các bạn biết rồi đó, kéo mà từ là 2000 mấy trăm điểm mà bây giờ lên được tới 5900 gần 6000 điểm là các bạn biết mình cũng cày gọi là xì khói luôn đó nha. Mới đạt được cái thành quả, được cái mốc nhẹ này nha. Rồi rồi, bây giờ thì tới công chuyện nữa luôn đây. Chỗ này thì anh em mình kiếm cái tem nào cứng cứng tí nha. Heroic Karma's level là 70. Wow, thử nhẹ bé Karma cái coi. Trời ơi, miễn nhiễm sát thương và lượng đam sẽ được tăng gấp đôi. Nó đẩy thành viên mình đi du lịch luôn rồi các bạn à. Cày quá nhờ. Lại một lần nữa miễn nhiễm sát thương và bây giờ anh em mình sẽ phải hứng chịu một cái lượng đam gấp đôi. Khá là khoai nha các bạn. Đó, bây giờ anh em mình ráng gồng. Ôi chà, lại là đánh làng, nó lại miễn nhiễm nữa rồi anh em ơi, chơi về ai chơi lại không? Nó miễn nhiễm hoài luôn ấy. Thiệt tình là thiệt tình mà. Thôi rồi nghỉ luôn chứ quýnh cái gì nữa. Các bạn nghĩ sao nó chơi mà nó miễn nhiễm sát thương liên tục như vậy thì anh em mình làm ăn kiểu gì bây giờ? Rồi 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 rồi. Nó miễn nhiễm nữa. Bây giờ chơi sao giờ anh em? Các bạn cho mình xin ý kiến đi, chứ thiệt tình là cái con này nó quýnh dày là tới mù mít luôn, quýnh không lại nó luôn á. Ây chà. Đó, đó, các bạn thấy rõ ràng chưa? Ba thành viên level 70 mà nó đè, nó quýnh mình gọi là không trượt, không trượt phát nào. Quá ghê gớm. Ok, và anh em nào chưa đăng ký kênh đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ Hunter Channel nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo luôn nha.